Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Lễ Tâm để qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai nha quý vị. Thế ba chào chị. Chị chào Tuấn. Kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có đem về một lô mai phôi. Rất mong anh chị em nhấn chút thời gian vào xem ủng hộ shop. Shop của em địa chỉ là ấp Bình Long, sông Bình, chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại cũng là số Zalo em nằm trên tiêu đề. Hình thức của em là bao ship toàn quốc. Mã số vô đầu clip vẫn là mã số 1. Mã số 1 kêu quý vị khá cao. Cao quá. Rồi, em này cao lấy khoảng 1,5 đi ha. Tay cành đều đế nôm đẹp. Quanh đây. 25 thôi, tính 24 đi, 25 hơi yếu. Rồi, 24 quanh tay cành quý vị. Trực tay cành ha. Rồi, đế luôn quý vị. Đây, để đây 25 hoành để giờ cũng ok rồi ha. Tay cạnh cũng ok. Giá rồi. Mềm mập luôn cô bác ơi. Rồi, bảo giá luôn. Rồi, mã số 1 giá 800 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 800 ạ quý vị. Rồi, mã số 2. Hành dáng hơi siêu siêu. Cao 57. Giá hoành 20. Rồi, xe xây luôn. Rồi đế ra quý vị, phủ đế luôn ha. Rồi cho luôn nhiêu chị. Rồi mã số 2 giao luôn 409 nè. Rồi xuống cây luôn. Mã số 3 luôn. Cao 77. Cái hoành 17. Có cái thông tăng dù á quý vị. Này tăng dù. Đây cái đế của dù đây. Rồi cho luôn nhiêu chị. Rồi mã số 3 vô luôn 208 ạ. Rồi lên số 4 luôn. Cao 90. Cái hoành 18. Rồi tay cành quý vị. Cành cũng đặt hết trơn ha. Tiền trong cái bóp đó anh. Rồi để đây quý vị. Rồi vô luôn như chị. Mã số 4 vô luôn 208 ạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi tục mã số 5. Cao 44. Rồi, đo đây đi. Ừ, đo đây luôn cho rồi. Quanh 16. Ở ngoài 16. Bóp cái máng cửa. Để đây quý vị. Này để viên quá ha. Rồi, giao luôn nha chị. Rồi, mã số 5 này giao lưu 456 à. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 6 luôn. Cao 32. Cái hoành 22 nè. Rồi 22 hoành. Rồi cho luôn nha chị. Mã số 6 này giao lưu 350 á. Rồi xuống cây luôn. 7 luôn. Đẹp đây. Rồi cây lắc lượng. Cao 47. Rồi cây hoành luôn. Cái hoành 22. Hơn 22 tính 22 đi. Rồi 22 rưỡi á. Để luôn rồi quý vị. Đẹp lắm cô bác. Cống bầu luôn. Rồi giao luôn như chị. Rồi mã số 6, mới mã số 7 này giao luôn 507 à. Rồi 507 á. Số 8 luôn. Tính đi. Cao 1 mét đi. Cái hoành 24 rưỡi tính. Rồi, 24 thôi. 24 hoành. Thân cành đây quý vị. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã số 8 giao lưu 600 ạ. Rồi, giá yêu thương. Giá mềm mập. Mã số 9 luôn. Cao 52. Cái hoành 24. Rồi, xe xây luôn. Quý vị, em này cái dáng như đế nhìn đẹp quá đẹp quý vị. Giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 9 giao lưu 608 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 608, cây đẹp luôn. Ghẻ ghê. 1m04. Cái hoành 24. Rồi mã số 10 như nói vậy. 24 hoành. Tay cạnh cũng đều ha. Để lực 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 không à. Rồi để ra đây. Rồi xe tiếp luôn. Rồi cho luôn như trời. Mã số 10 giao lưu 550 à. Rồi xuống cây luôn.
550. Số 11. Cao 31. Cái hoành 22,5 tính này gần 23 luôn, tính 22 đi. 22 quá. Kệ à. Thải dư dư đi. Giao luôn như đây chị. Rồi mã 11 giao luôn 207 á. Rồi súng cây luôn. Rồi. 12 luôn. Cao 55. Cái hoành 19. Rồi. Để luôn. Rồi, giao luôn như chị. Rồi, mã 12 giao luôn 204 à. Rồi. Mã 13 luôn. Mã 13 luôn. Cao 43. Cái hoành 18,5 tính 18 đi. Rồi. Rồi, giao như đây chị. Rồi, mã 13 giao luôn 308 à. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên 14 luôn. Tay cành xè ngang. Rồi, cao 90 cao. Rồi, cây hoành luôn. Rồi đây đi ha. Cho chắc 21 hoành. Rồi, tay cành xè ngang đẹp. Thứ diện luôn ha. Để luôn quý vị. Rồi, giao luôn như chị. Mã 14 giao luôn 406 à. Rồi, xuống cây luôn. 15 luôn. Cao 84. Cái hoành 18 đúng. Rồi, thành thành luôn. Còn có hoa luôn. À, hai hoa lớp thơm luôn. Ghê ạ. À. Hoa này hai lớp luôn rồi quý vị nè. Hai lớp bông nha. Mảnh thơm nữa. Ai xịt dầu vô cái gì thơm dữ. Rồi. Mã 15 này giao lưu 204 à. Rồi, xuống cây luôn. 16. Cái vườn này nhiều mai thơm mà. Cao 87. Hoành 17. Rồi, xuống mà bứng về kiểm không nổi. 17 hoành. Tại cành cũng đều ha. Đế dưới đây cũng 1, 2, 3, 4, 5 cộng. À, 5 cộng như điều. Giao luôn nha chị. Rồi mã 16 này giao luôn 220 à. Rồi xuống cây luôn 220. Số 17 luôn. Cao 67. Cái hoành 19. Rồi 19 hoành. Đế của gì? Rồi, giao luôn như vậy. Rồi, mã 17 giao luôn 200 à. Rồi, xuống cây luôn. 18 luôn. Mã 18 luôn. Cao 79. Cái hoành 21 đúng. Rồi. 21 hoành. Có cái củ tỏi cũng cũng lớn nè. Ừ. Cái con gì đây? Không biết nữa, nó nằm dài ra nè. Ức nè, cái mình nè. Nè. Có đuôi chân vậy ha. Hình hình có hình nè. Rồi giao luôn như chị. Mã 18 giao luôn 309 nè. Rồi 309. Rồi mã số 19 luôn. Cao 76 à. Cái hoành 10 thôi tính 19 đi. Rồi 19 hoành. Đó tay cành ra mập 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 luôn. Quá 20 sung luôn. Nữa hơi yếu chí. Để đây rồi quý vị. Rồi giao luôn như chị. Mã 19 giao lưu 200 à. Rồi 200. Số 20 luôn. Cao 75. Cái hoành 18. Rồi. Rồi tay cành luôn. Để luôn. Rồi như chị. Mã 20 này giao lưu 170 à. Rồi xuống cây luôn 170. Số 21 luôn. Củ đế được nhãn luôn. Cao 86. Hai mươi bảy đúng. Rồi 27 hoành. Tay cành đẹp luôn. À, tay cành là bỏ tứ diện luôn nè. Ồ, đồ cái củ tỏi này coi. Đâu củ à? Đồ cái củ tỏi này coi. Này cái không phải củ tỏi đâu, củ hành á. Rồi 46 hoành luôn nè. Rồi. Nè. Để xe cái củ đế luôn. Rồi giao luôn nhiêu chị? Rồi mã 21 này giao luôn 604 à. 604 rồi, giá yêu thương luôn á. Rồi
mã số 52. Cô bác mình dễ mua. Dạ, dễ chốt luôn. Ừ. Rồi, cao 64 ạ. Cái hoành 30 đúng ạ. Rồi, sẽ xây luôn. Đó. Có cái cũ nè. Cũ chà bá cũ luôn. Nè. Chà bá hết hồn luôn nè. Giao luôn nha chị. Rồi, mã 22 này giao luôn 720 ạ. 720 ạ. Rồi, cái này ra rề luôn ha. Rồi, bây giờ mình lên cặp đôi nha. Rồi, cặp. Mã số 23. 23, cao 52. Ba con cặp. Cái này cũng cao 52 đi. Cái hoành 12,5. Rồi. Cái này hoành 12 đúng. Rồi, xe xây luôn. Đây, tay cành luôn. Bé bé xinh xinh, giá bé bé cho mình dễ chơi nè. Giao luôn như chị. Rồi, mã 23 này giao luôn 220 ngàn ạ. Rồi, 2 cây 220. Quá trời mềm luôn. Rồi, 2 cây nữa này. Mã số 24, 2 cây. Cao 60 ạ. Rồi. Bên đây cũng cao 60 luôn. Cái hoành 14. Này, cái hoành 13. Rồi, để luôn đây quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Rồi, mã 24 này giao luôn 260 à. Rồi, 260, 2 cây. Rồi, tiếp tục luôn quý vị ơi. Mã 25 cũng 2 cây luôn. Cao 62. Này, cao 57. Cái hoành 14. Cái hoành 13. Rồi, em 14, em 13 hoành. Để luôn rồi quý vị. Rồi, giao luôn như mã chị. 25 này giao lưu 250 à. Rồi, xuống cây luôn. Hai cây có 250 của bác rồi, ơi. Rồi, mã 26 cũng 2 cây luôn. Cao 76. Rồi, 2 cây bằng nhau luôn. 2 cây bằng nhau đi. Đâu chỗ nào đây? Đây đi. Ủa, sao đây cũng có cái mắt này, đâu dưới đây đi. Cái hoành 14,5 tính 14 đi. Rồi. Đây 13. Để con khao ha. Bé bé xinh xinh. Rồi, giao luôn nha chị. Rồi, mã 26 này giao luôn 300 à. Rồi, số cây luôn. Mã 27 cô bác ơi. Cặp luôn. Cao 79. Rồi, em hai cây đều 79 hết nha cô bác. Rồi. Cái hoành 14. Hai cây đều 14 hoành hết. Rồi, 14 hoành hết ha. Tài cao 79 như nhau, hoành 14 như nhau luôn cô bác. Rồi, để đây. Rồi, giao luôn như chị. Rồi, mã 27 này giao luôn 300 ạ. Rồi, 300 hai cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 28. Hai cây luôn. Cao 86. Hai cây y nhau. Rồi, 86 hết đi. Ừ. Dễ ha. Hoành 17 nè, hơn 17 tính 17 đi. Đây hoành 16 đúng. Rồi, cụ đế luôn. Em 16 hoành, em 17 hoành. Ê. Rồi, tái cành luôn. Rồi, có sao không? Lũng. Rồi, giao luôn như chị. Rồi, mã 28 này giao luôn 420 à. Rồi, xuống cây luôn. Mày số 9 của vậy ơi. Cao 1m14. Này 98. Rồi, là cách khá quá của vậy. 18 hoành. Này cũng 10 ở này 16,5. Bạn nghe 18 em 16 đi. Rồi để đây. Trời, giờ mà ra nè, nụ chùm. Ủa? Chùm chùm nè. Chùm chùm nha, về ngày nữa thấy mặt hoa luôn. Giao luôn như chị. Rồi, mã 29 này giao luôn 430. Rồi, 430. Rồi, lên mã về số. Thấy mặt hoa thử coi nó có đúng hoa thơm không nghe cô bác. Số 30, cặp luôn. Rồi, một cặp luôn. Rồi, cao bằng nhau luôn. Cao 82, hai cái giống nhau đi. Rồi. Cái hoành 19 nè. Bên đây hoành 15. Em 19 hoành, em 15 hoành.
Để đây. Để rễ cũng được lắm. Sợ lật nữa. Đây chị. Rồi mã 30 này giao lưu 320 à. 320 2 cây luôn. Số 31 luôn. 31 luôn. Cao 52 luôn, hai cây chắc bằng nhau quá. Đo trên đây đi. Này 15 rưỡi. Nếu đo dưới đây tới 23 rưỡi luôn. Rồi này 16. Rồi xây xây luôn. Để luôn là quý vị. Hai cây. Hai cây 31 này giao lưu 308 ạ. Rồi xuống cây luôn. Hai cây 308. Hai cây 32 luôn. Rồi. Cao 62. Bên đây cao 52. Ủa bên kia sao đo lộn hay sao? 16 hoành. Bên đây 18 hoành. Ủa cao 59 á. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 32 giao lưu 403. Rồi, 403. Số 33 luôn, một cặp luôn. Cao 82. Này cao 77. Cái hoành 16 rưỡi. Wow, hoành 20. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 33 giao lưu 450 á. 450 2 cây luôn. Rồi, bây giờ một cây nha cô bác, mã 34. Trắng siêu siêu. Một mét 37. Cái hoành 25. Rồi. Hoành 24 đi. Rồi, 25 hơi yếu. Hoành. Tay cành nhóc luôn, đặt cái tên nó cái gì đó, cành. Rồi để không nhân ở cái gì, rồi giao lưu như chị, mã 34 giao lưu 402. Quýnh đầu đầu cụp cụp. Rồi mã số 35 luôn. Cao 87. Cái hoành 20. Rồi. Rồi để luôn. Rồi giao lưu như chị. Mã 35 giao lưu 206 ạ. Rồi xuống cây luôn. Đục luôn, 36 luôn. Cao 90. Cái hoành 19. Rồi 19 hoành. Rồi để luôn. Rồi. Mã 36 giao lưu 204 ạ. 204. 37 luôn. Cao 89. Cái hoành 19. Rồi, 19 hoành, tay cành là cái gì? 19 là giác dữ lắm á. 20 nó yếu. Để đây quý vị. Rồi giao lưu như chị. Rồi mã 37 giao lưu 250 á. Rồi 250. 38 luôn. Cao 79. Đó, đó, kéo vô. Hoành 20. Rồi 20 hoành. Rồi báo giá luôn. Mã 38 giao lưu 300, cái số này số 8. Rồi, nhìn muốn lòi mắt. Số 39 luôn. Cao 82. Cái hoành 16. Rồi, 16 hoành. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 39 giao lưu 107 á. Rồi, xuống cây luôn. 40 luôn cô bác ơi. Cao 79. Cái hoành à, thôi tính 25 đi. Rồi 25 hoành. Đây thằng cạnh đây.
để luôn. Rồi cho luôn như đây chị. Rồi mã 40 này giao lưu 400 à. Rồi xuống cây luôn. 41 cuối lép luôn. Mã 41. Cao 49. Cái hoành 19. Rồi 19 hoành. Để luôn rồi quý vị. Giá mềm luôn, mã 41 thì giá 109 luôn. Rồi, giờ lời muốn nói quý vị không chị? Rồi, cuối clip em cũng không có gì hơn là chúc cô bác anh chị em một ngày mới vui vẻ và mạnh khỏe. Chính chúc thời gian vào xem ủng hộ shop, em cảm ơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.